thể gây ung thư đâu. Dưa muối mới thực sự là thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết tới. Cứ đồn thổi là ăn dưa muối gây ung thư, giờ thì hết nói rồi nhé. Dưa muối được tạo ra như thế nào? Ngâm muối được sử dụng cách đây hàng ngàn năm để bảo quản các thực phẩm ngoài mùa sinh trưởng của chúng. Hầu hết chúng được bảo quản bằng muối, gia vị và giấm. Trong khi dưa chuột ngâm muối có thể là loại phổ biến nhất thực phẩm ngâm ở Bắc Mỹ, thì trên thế giới, tất cả các loại trái cây và rau quả và thậm chí cả các loại thịt đều có thể được ngâm. Chống lại ung thư lết. Nghiên cứu gần đây cho thấy dưa chua của Nhật Bản lợi ích cho sức khỏe và khả năng chống lại một số loại ung thư. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy chế phẩm sinh học trong dưa chua truyền thống của Nhật Bản đã được tìm thấy để chống lại tế bào ung thư lá lách ở chuột. Phát hiện này có thể dẫn đến điều trị ung thư lá lách của con người trong tương lai. Tốt cho đường ruột. Thực phẩm lên men có hàm lượng cao probiotic và các vi khuẩn có lợi giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và giải quyết các vấn đề về đường ruột. Nhiều người bị hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn, một dạng bệnh về viêm ruột, rối loạn tiêu hóa và một số bệnh có liên quan có thể cải thiện tình hình nhờ tiêu thụ các sản phẩm lên men như sữa chua và kefir thường xuyên. Nếu thường xuyên bị táo bón, bạn có thể bổ sung các thực phẩm lên men vào chế độ ăn uống. Chứa rất nhiều các lợi khuẩn probiotic. Ngâm muối là một hình thức của quá trình lên men. Khi các loại rau và trái cây lên men, vi khuẩn có lợi giúp phá vỡ cellulose khó tiêu hóa trong thực phẩm, cũng như một số các đường tự nhiên. Đây là lý do tại sao một số người không dung nạp lactose có thể ăn sữa chua. Những lợi khuẩn giúp giữ cho thực phẩm lên men ít có khả năng bị hư hỏng và làm tăng vi khuẩn tốt cho đường ruột của bạn khi ăn. Dưa chua có thể tăng cường các lợi khuẩn của bất kỳ bữa ăn nào của bạn. Thêm các enzyme sống. Enzyme là một dạng protein thiết yếu trong cơ thể, giúp hỗ trợ các phản ứng hóa học và sinh học. Thực phẩm lên men như kim chi cực giàu enzyme, chúng giúp tăng cường tiêu hóa. Bạn sẽ cảm thấy bớt khó chịu, cồng kềnh sau khi ăn. Cải thiện não bộ. Ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ với nhau, vì vậy có một dạ dày khỏe mạnh, hệ tiêu hóa năng suất sẽ giúp bạn có tinh thần minh mẫn và cải thiện mức độ tập trung vào công việc. Hãy ăn điều độ. Ăn điều độ được hiểu như dưa muối, từ dưa chuột, kim chi, dưa cải, dưa củ cải, v.v. nên được dùng như một món ăn bổ trợ trong bữa ăn, giúp bạn có cảm giác ngon miệng hơn và sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vì sao người Việt lại bỏ đi thứ này khi mà cả thế giới đang rao riết săn lùng? Sơ mướp thường chỉ được dùng làm miếng rửa bát, vì thế ai cũng kinh ngạc khi biết chúng còn có thể làm những điều không tưởng sau đây. Sơ mướp là phần ruột của phần quả mướp đã già. Phần sơ này thường rất cứng và thô nên không thể dùng làm gì ngoài việc chùi rửa chén bát. Nhưng mới đây, một số nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều công dụng đặc biệt của sơ mướp khiến cả thế giới phải săn lùng phế phẩm này của Việt Nam. Chữa bệnh trĩ, táo bón, đi ngoài ra máu. Trong đông y, sơ mướp thường được gọi là ti qua lạc, có vị ngọt dịu, tính bình, có tác dụng cầm máu, thông kinh lạc, chống co thắt, thúc sởi, lợi tiểu, chữa bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Vì thế từ lâu, các nước Đông Nam Á đã biết tận dụng sơ mướp để chữa trị táo bón, đi cầu ra máu và đặc biệt là bệnh trĩ. Để làm được điều đó, người ta lấy sơ mướp già, cạo sạch vỏ và nướng trên than củi. Sau khi thấy phần sơ mướp đã vàng, họ bắt đầu đem xắt chúng với vài lá sâm đen. Nước này được chia ra uống khoảng 3 lần trong một ngày. Thực hiện đều đặn có thể giúp nhuận tràng, giảm đau. Chỉ với nguyên liệu đơn giản này, căn bệnh trĩ quái ác cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Chữa tắc sữa. Đây có lẽ là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở những bà mẹ có con nhỏ. Mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe bà mẹ và cả đứa bé. Vì thế,
Để hạn chế tình trạng không mong muốn này, tốt nhất bạn nên dùng một cái xơ mướp đun với 10 quả bồ kết gai, một củ hành tươi. Bạn dùng nước sắc để uống làm 2 lần trong ngày, dùng liên tục 2 đến 3 ngày, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Các bà mẹ bỉm sữa hết lo rồi nhé. Thanh nhiệt cầm máu. Từ xưa, y học cổ truyền đã biết sử dụng xơ mướp như một phương thuốc đơn giản giúp cơ thể thanh nhiệt cầm máu. Theo công bố, xơ mướp sau khi được sao cháy thành than có thể giúp cầm máu rất tốt. Ngoài ra, ông bà xưa còn dùng xơ mướp để chữa chứng ban huyết, nóng trong người, phế tỳ thận yếu. Bạn nên trữ một ít xơ mướp trong nhà cùng với phục linh, trạch tả, vỏ bí xanh, hạt ý dĩ sau uống để đề phòng các triệu chứng trên lúc cấp bách. Nhớ ngay bài thuốc này nếu chẳng may bị xuất huyết hoặc nóng trong người bạn nhé. Chữa ho hen. Một công dụng tuyệt vời khác của xơ mướp là giúp chữa các chứng hen suyễn, khó thở ở những người có vấn đề đường hô hấp. Không chỉ ở Việt Nam, các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc đã biết tận dụng xơ mướp chữa các chứng ho hen, khò khè, khó thở. Phương pháp này cũng vô cùng đơn giản. Người ta băm nhỏ khoảng một nhúm xơ mướp đã được làm sạch và xoa vàng lên. Sau đó, dùng hạt cây rau đay, loại đay trái dài, đập dập rồi xoa lên. Cuối cùng, bạn trộn đều hai nguyên liệu này lại và sắc uống lúc còn nóng. Ngày chỉ cần uống 2 lần và duy trì đều đặn khoảng 3 ngày là sẽ thấy ngay kết quả kỳ diệu. Người bị ho hen giờ đây không cần quá lo lắng vì đã có bài thuốc từ xưa mướp. Trị đau thấp khớp. Đối với những người có tuổi, xưa mướp đã phát huy công dụng tuyệt vời trong việc điều trị đau thấp khớp vô cùng hiệu quả. Chỉ cần lấy sơ, sắc cùng với rễ mướp, mọc thông, tỳ dạ uống ngày 3 lần. Bài thuốc này vừa dễ uống lại phát huy công dụng rất tốt. Quan trọng hơn, chúng không mang lại tác dụng phụ và khiến cơ thể khó chịu như các phương thuốc khác. Ngay cả chứng đau lưng khó trị cũng không thành vấn đề với những miếng xơ mướp nhỏ bé. Với nguyên liệu đơn giản này, mỗi gia đình đều có thể tự trang bị cho mình những bài thuốc vô cùng hữu hiệu nhưng giá cả lại rất bình dân. Chúng không kén đối tượng sử dụng, lại chữa được nhiều chứng bệnh khác nhau nên chắc chắn sẽ có lúc bạn cần dùng đến loại nguyên liệu dân giả này. Hãy trữ sẵn một ít xơ mướp trong nhà, nếu không dùng, trị bệnh thì vẫn có thể dùng chúng để cọ rửa chén bát hoặc làm bông tắm cũng rất tốt đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ xô trồng cây chứa độc tố giết người mà tưởng cây nhân sâm. Dạo gần đây, người dân ở một số tỉnh trên khắp cả nước đua nhau trồng một loại cây có củ và mùi vị và hình dáng của nó giống hệt củ nhân sâm. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc nghiêm trọng vì thật ra giống cây họ trồng chính là cây thương lục, một loại cây chứa nhiều độc tính. Theo các chuyên gia, ngộ độc thương lục có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngày 9 tháng 7, tại Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ ngộ độc do uống rượu ngâm cây thương lục, khiến 6 người phải nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn mửa và tiêu chảy. Qua xét nghiệm, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác định là do 6 người này đã uống rượu có ngâm củ cây thương lục. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các loại thực phẩm khác đều âm tính và đạt trong giới hạn cho phép. Với hình dáng khá giống với nhân sâm, đặc biệt là khi ngâm rượu, cũng có mùi rất giống nhân sâm. Nhiều người nhầm tưởng nên đã dùng củ cây thương lục ngâm rượu uống mà không biết đến độc tính chết người của nó. Đây không phải là lần đầu tiên có người bị ngộ độc cây thương lục. Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Tê, trú ở thành phố Nam Định, cũng trồng nhiều cây sâm lạ sau khi được bạn bè giới thiệu. Sâm lớn rất nhanh và chỉ trồng được gần một năm, bà Tê đã thu hoạch, rửa sạch củ sâm để mang đi ngâm rượu. Nhìn củ sâm thơm ngon, mùi như nhân sâm, bà Tê cắt lấy một lát nhỏ nhắm ăn. Chỉ nửa tiếng sau, bà bị ngộ độc nôn ói, vật vã phải đi viện cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cũng cấp cứu cho bệnh nhân Trần Thị Ngài, 68 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An. Rơi vào nguy kịch,
do ngộ độc khi ăn củ sâm nhà trồng. Người nhà cho hay, hai ngày trước, bà Ngại đào củ sâm trong vườn rồi rửa sạch, cắt một lát nhỏ ăn, 30 phút sau, bà bị nôn, đau đầu, sức khỏe suy kiệt, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo tiến sĩ Phạm Việt Hoàng, phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Trung ương, qua những hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, đây là cây thượng lục, rất giống với cây nhân sâm nên hay bị nhầm lẫn. Tiến sĩ Hoàng cho biết, các sách đông y ghi chép lại rằng cây thượng lục xuất xứ ở Bắc Mỹ, được thường hóa ở châu Âu và nhiều nước khác, trong đó có nước ta. Ở Việt Nam, thượng lục có nhiều tên gọi khác nhau như bạch mẫu kê, sơ la bạc, giả la bạc, kim thất nương, trưởng bắc lão. Theo đông y, thượng lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận từ củ, thân, lá và hoa. Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy nó chứa một loại chất độc đắng gọi là phytolactoxin. Khi cơ thể hấp thụ liều lượng nhiều chất trên, sẽ có cảm giác tê môi, đầu lưỡi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, liệt hô hấp, hôn mê, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt, nói lảm nhảm và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Khi bị ngộ độc, nên đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước sơ cứu cần thiết trước khi quá muộn. Còn theo bác sĩ Bùi Thanh Hải, Hội Đông y tỉnh Nghệ An, cây thượng lục có tác dụng chủ yếu là chữa phù, căng trướng, xa kết như bị táo bón, có vai trò như thuốc sổ hoặc có thể trị bệnh ngoài da như mụn nhọt. Rễ, cây và lá đều có thể dùng được. Tuy nhiên, nó là vị thuốc chứa chất độc nên ít được dùng trong y học. Nếu không dùng đúng liều lượng, có thể hủy thai, diệt tinh trùng gây vô sinh. Để nhận biết cây thượng lục với nhân sâm, theo tiến sĩ Hoàng, hình dáng của cây thượng lục là loài cây thảo, sống nhiều năm, thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít vằn nhánh, lá mọc xoè le, phiến xoàn ngược to, dài 12-25cm, rộng 5-10cm, cuống lá 3cm, đầu lá nhọn tù, gốc lá nhọn. Thượng lục có chùm hoa đối diện với lá, nhưng không gắn trước lá. Cao 15-20cm, năm lá đài trắng, hình cầu dẹt, hạt đen, dẹp, hình thận hay tròn. Cây trưởng thành có thể cao hơn 1m, có củ mập, to khá giống với củ sâm. Sau khoảng 8 tháng, củ có thể to cỡ cổ tay người lớn. Chính vì dễ trồng, màu lớn, có hình dạng bên ngoài và mùi vị sau khi ngâm rượu rất giống mùi nhân sâm, nên nhiều người đã đào rễ, cắt lá, phơi khô, để cả củ ngâm rượu uống mà hoàn toàn không hay biết là mình đang tự đầu độc cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá gan người phụ nữ nhào nát vì uống bột nghệ vô tậu vạ suốt 8 tháng. Uống nghệ phải biết những điều này. Một người phụ nữ 71 tuổi giấu tên ở bang Arizona, Mỹ, sau khi tìm hiểu trên mạng, biết được nghệ mang lại rất nhiều lợi ích, trong đó có ngăn ngừa đột quỵ. Vì vậy, bà đã thường xuyên ăn nghệ. Ngoài ra, bà còn uống tới 20 loại thuốc bổ khác nhau. Sau 8 tháng sử dụng bột nghệ, khi tham gia khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ nhận thấy bà có lượng men gan cao bất thường. Các xét nghiệm khác cho thấy người phụ nữ này mắc bệnh viêm gan tự miễn, tức là hệ miễn dịch của cơ thể tấn công gan, gây viêm và tổn thương gan trầm trọng. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị viêm gan là do sử dụng tới 20 loại thuốc bổ bà uống mỗi ngày. Tuy nhiên, bà đã uống theo các liều thuốc này trong 2 năm qua và không bị tác dụng phụ nào. Mãi cho tới 3 tháng sau đó, bà tình cờ đọc được một bài viết nói rằng ăn nhiều bột nghệ có thể hại gan và liên tưởng đến căn bệnh của mình. Đến lúc này, bà mới nói với bác sĩ về thói quen sử dụng bột nghệ. Cuối cùng, sự nghi ngờ của bà đã đúng khi bà ngừng sử dụng bột nghệ và chỉ số men gan có dấu hiệu giảm nhanh chóng. Hơn một năm sau, chức năng gan của người phụ nữ đã hồi phục bình thường mà không cần phải điều trị. Uống bột nghệ coi chừng viêm gan. Theo các nhà khoa học,
nghệ nói chung được xem là an toàn khi uống hoặc đắp lên da, nhưng sử dụng lâu dài hoặc với liều cao có thể dẫn đến những vấn đề về tiêu hóa gan và thận. Cũng từ trường hợp nói trên, các bác sĩ cũng xem xét dữ liệu từ 35 nghiên cứu khác và phát hiện một nửa số người dùng viên nghệ bị giảm chức năng gan. Trước đó, trong nghiên cứu của PMG, các tác giả đã phân tích dữ liệu của 526 bệnh nhân, tất cả đều uống ít nhất một tháng tinh nghệ, và họ thấy rằng 5% số đối tượng trong các nghiên cứu này phát triển những vấn đề về gan, bao gồm men gan và bilirubin bất thường. Theo nhà khoa học lý giải, nguyên nhân có thể là do curcumin, chất có chủ yếu trong nghệ, khi ở liều cao sẽ kích thích tuyến thận và gan bài tiết cortisol, một chất có kháng viêm cao. Nếu sử dụng quá nhiều nghệ, khả năng kháng viêm tự nhiên của cơ thể sẽ giảm đi, kéo theo men gan suy giảm rõ rệt. Ngoài ra, bên Đông y cũng khuyến cáo, nếu lạm dụng nghệ trong thời gian dài, người bệnh có thể gặp phải một số tác dụng phụ như làm chậm quá trình đông máu, tăng nguy cơ chảy máu. Một số lưu ý khi dùng nghệ: không dùng tinh bột nghệ với thuốc tây cùng lúc để đề phòng trường hợp ảnh hưởng đến máu. Nữ giới bị rong kinh kéo dài không nên sử dụng tinh bột nghệ, vì tinh bột nghệ có tác dụng khai thông khí huyết, vì vậy chỉ có tác dụng chữa tích huyết, bế kinh chứ không thể chữa rong kinh. Những người bị bệnh về dạ dày, đường ruột nên uống tinh bột nghệ đen. Tinh bột nghệ đen mật ong nước lọc trước bữa ăn. Chất curcumin mặc dù được biết đến với khả năng giảm viêm, chống oxy hóa, nhưng nếu sử dụng quá nhiều cũng có thể gây ra tác dụng phụ là buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn chuyển hóa sắt, chặn protein hepcidin, gây ra thiếu sắt ở bệnh nhân mãn cảm. Không nên xem nghệ là thần dược vì nó chỉ có tác dụng khi sử dụng vừa phải. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường toàn thế giới đang mở tiệc ăn mừng chia tay căn bệnh quái ác nhờ loại lá dân dã chữa bệnh tiểu đường như một phép màu của thượng đế, mang lại hiệu quả vô cùng bất ngờ. 1. Khái niệm bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường hay bệnh dư đường là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate khi hormone insulin của tỳ trong cơ thể bị thiếu. Trong giai đoạn bệnh mới phát, bệnh nhân thường có dấu hiệu đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của nhiều bệnh hiểm nghèo và điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, họa thư, suy thận, liệt dương là bệnh tiểu đường. 2. Phương pháp chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa. Đây là một bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Lá dứa là một loại lá có mùi thơm, thường được sử dụng như một thứ gia vị trong ẩm thực. Trong trường hợp dùng để chữa bệnh tiểu đường, cần làm theo các bước sau. Lá dứa mua về rửa sạch, phơi khô, nhưng chỉ phơi trong bóng mát và vẫn giữ được màu xanh. Mỗi lần bạn dùng chừng 10 lá dứa, lấy vào cắt nhỏ, cùng với 2,5 lít nước đun sôi, tới khi thấy còn khoảng 2 lít và bạn uống trong vòng 1 ngày. Có thể uống thay nước lọc. Lưu ý, bạn nên uống trước các bữa ăn chừng 20 phút. Tác dụng hiệu quả, bạn có thể thấy được ngay trong một tuần đầu tiên, bên cạnh đó cần kiêng cữ ăn uống. Và điều quan trọng hơn, đó là việc thường xuyên tập thể dục. Lưu ý khi áp dụng bài thuốc dùng lá dứa chữa bệnh tiểu đường. Bạn nên ghi lại để theo dõi số lượng nước lá dứa mỗi lần uống và chú ý thường xuyên đo lượng đường trong giai đoạn mới uống. Điều đó giúp bạn có thể điều chỉnh số lượng nước lá dứa theo tình trạng bệnh của mình. Và cũng cần lưu ý, không để lượng đường huyết xuống quá thấp, nhất là lúc bạn đang ngủ, đang tắm hay đang lái xe sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh tiểu đường bằng lá dứa, người bệnh phải kiên trì thực hiện thì mới thấy hết tác dụng trong việc giữ đường huyết ổn định,
và ngăn ngừa biến chứng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.